Và bước tiếp theo sẽ là gì? Đó là bóng. Đúng vậy. Bây giờ việc tôi sẽ làm là đặt 3 hay 4 quả bóng vào điểm phát bóng trên tee. Đặt tee sao cho bóng cách mặt đất hơn 1 cm. Đặt chúng cách xa nhau một chút. Việc tiếp theo là đánh từng quả bay lên khỏi vật tee như thế này. Sẽ dễ dàng khi bạn làm đúng động tác, không cần phải gắng sức, không cần nhiều sức hay lực đẩy để đánh vào quả bóng. Do vậy, đó là nhân tố quan trọng. Bạn có thể vung mạnh và cố đánh vào bóng, song nó vẫn không bay xa so với khi vung nhẹ. Với tay chơi chuyên nghiệp, bạn có thể thấy họ swing có vẻ nhẹ nhàng, song lại đánh bóng rất xa. Và bạn sẽ thấy, khi bạn chơi tốt, mọi việc sẽ khá dễ dàng. Quả bóng sẽ bay lên trên theo đúng hướng, cảm giác thật tuyệt. Và cảm giác tuyệt vời nhất trong môn đánh golf là khi bạn đánh trúng bóng ở khoảng giữa mặt gậy. Bạn không cần phải tìm một khu vực rộng để làm động tác này. Chỉ cần tối đa 100 mét với cây gậy sắt số 9 và cú vung ngắn. Nhưng nó sẽ cho các bạn cảm giác đúng về cú đánh. Để chứng minh bài tập này có tác dụng, tôi sẽ đưa bạn tới một giới hạn trong trò chơi mà bạn nghĩ là không thể được. Bạn sẽ tiến bộ rất nhanh, song quan trọng hơn là bạn được học đúng cách. Hầu hết những người chơi golf học sai cách, do đó dẫn tới những thói quen xấu. Như vậy, bạn sẽ đi đúng hướng nếu bạn tập luyện bài tập nhỏ này. Bây giờ chúng ta bổ sung thêm khoảng cách ở ngay đây. Có thể là xa hơn so với khoảng cách 100 yard, nhưng chúng ta đã ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ học cách cử động một số cơ lớn ở lưng, vai và chân. Để đẩy quả bóng đi xa hơn nữa. Chúng ta phải hiểu các cơ hoạt động như thế nào, các động tác mà chúng tạo ra. Trên đồ họa 3 chiều, bạn có thể thấy cơ thể xoay như thế nào, và cuộc sống quét ra phía sau rồi ra phía trước. Tính linh hoạt này là rất quan trọng, đòi hỏi lưng không được cứng nhắc. Đánh golf là một trò chơi rất khác biệt, do đó tính linh hoạt của cơ thể cũng hỗ trợ trong trò chơi. Tôi muốn cho các bạn thấy cơ thể phải xoay để di chuyển trọng lượng và cử động như thế nào. Rất giống với vận động viên đấm bốc vặn mình để ra đòn, hay như trong tennis khi phát bóng. Chúng ta phải học cách chuyển trọng lượng ra phía sau rồi ra phía trước, và ta làm như vậy thông qua cử động xoay của cơ thể. Nếu bạn đặt tay lên hông, và cú vặn người sẽ giống như khi tôi xoay mình để nhìn ai đó đứng đằng sau. Như các bạn thấy, khi tôi làm như vậy, ngực vai của tôi xoay khoảng 90 độ. Hông quay khoảng 45 độ. Và tôi sẽ không xoay mình để nhìn vào ai đó như thế này, bởi vì bạn thấy trọng lượng của tôi ở phía này. Ngược lại, tôi cũng không xoay mình để nhìn ai đó như thế này, bởi vì tôi xoay toàn thân sang phải. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản là vặn mình ra phía sau, hông của tôi di chuyển, và tôi nhìn trực tiếp ra phía sau. Tôi để khuỷu tay trái trỏ ra phía trước. Đây là cách rất dễ hiểu để biết cơ thể xoay như thế nào. Đơn giản xoay mình và nhìn vào ai đó đằng sau. Bạn có thể thấy đầu gối trái của tôi hơi di chuyển. Bạn không phải cử động bàn chân quá nhiều. Nếu lưng bạn không được linh hoạt cho lắm thì có thể nhấc bàn chân lên. Thế là thích hợp. Thêm nữa, cần nhớ rằng trọng lượng cơ thể không được lắc lư lệch ra phía ngoài của bàn chân phải. Trọng lượng phải dồn lên bên trong đầu gối phải. Như vậy, đây là bài tập dễ dàng cho thấy cơ thể xoay như thế nào. Bước tiếp theo là học cách xoay ra phía sau. Bạn đã hiểu về cơ bản cách vung gậy. Vậy hãy hình dung như thế này, bạn xoay ra sau, rồi lại dồn trọng lượng lên chân trái, cũng giống như khi bạn bước tiến lên. Trọng lượng cơ thể sẽ di chuyển sang trái, rồi bạn quay bước lên, quay trở lại cho đến khi kết thúc, luôn trong trạng thái thăng bằng, tựa trên các ngón chân. Như bạn thấy, tôi luôn giữ trạng thái thăng bằng theo chiều thẳng đứng lên và xuống. Ta thấy nhiều người vung gậy làm theo kiểu này hay kiểu khác. Tất cả những gì tôi phải làm là xoay lại bước lên và rồi xoay ra trước. Vì vậy, hãy cố gắng có được cảm giác này. Bạn có thể vừa nghe nhạc vừa tập nếu thích. Hầu như chỉ là 1 và 2.
1 và 2. Bạn có thể học được điều này. Bạn có thể thấy rằng bạn thực sự hiểu cơ thể mình cử động như thế nào. Và vấn đề then chốt là học được động tác này cùng với cử động nhỏ mà ta học lúc trước. Bạn có thể tiến thêm một bước, đặt gậy ra sau lưng, móc vào hai khuỷu tay, quay ra phía sau, bước vào bên trong, quay ra trước. Đây cũng là bài khởi động tuyệt vời. Hãy nhớ trước khi chơi golf, đánh bóng, bạn cần khởi động. Bây giờ đến lúc bạn có thể tìm hiểu về cử động xoay quanh trục tâm trong một cú đánh như thế nào. Các bạn đã cùng tôi đi tới chặng đường này, đã hiểu từng chút một, hiểu cách di chuyển gậy, cách cử động cơ thể. Kết hợp lại, bạn sẽ có một cú đánh golf và hãy giữ nó cho suốt cuộc đời bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực sự đánh golf. Nhưng trước hết, hy vọng là bạn đã tập luyện khá khá, vì cử động càng tự nhiên thì hiệu quả càng cao. Đỉnh cao của tính tự nhiên này là bạn không cần phải nghĩ đến cú đánh. Tôi không thích mọi người nghĩ quá nhiều đến cú đánh, bởi vì khi bạn nghĩ là bạn không thao tác được. Bạn cần tập luyện sao cho đạt được tính tự nhiên này. Bạn tập luyện thuần thục đến mức có thể quên nó đi. Bây giờ hãy lấy gậy sắt số 7. Tôi muốn các bạn lấy một quả bóng mềm, quả bóng càng mềm càng tốt, đặt nó vào giữa hai khuỷu tay như thế này. Mục đích là giúp bạn cố gắng cảm nhận cánh tay và cơ thể cùng vận động như thế nào. Chúng ta thấy nhiều trường hợp, những người mới chơi thường thả cho khuỷu tay di chuyển mở ra. Nên để có được tính nhất quán nào đó, hãy đặt quả bóng mềm giữa hai khuỷu tay, rồi vung ra phía sau. Hãy nhớ cách xoay mình và vị trí. Tôi cố gắng cảm nhận ngón cái tay trái ở dưới vai. Bạn có thể thấy quả bóng giữa hai khuỷu tay. Tôi vung nó ra sau, cảm thấy nó xuống đây và rồi từ đây. Tôi xoay một cách uyển chuyển ra phía trước. Một cú swing hết cỡ, tôi xoay ra sau. Ngón tay cái ở bên dưới, khuỷu tay phải chỉ xuống dưới. Tôi giữ quả bóng nằm giữa hai khuỷu tay và rồi tiếp tục. Hãy sử dụng quả bóng mềm nếu có thể vì sẽ dễ dàng hơn. Vậy là ra sau, tiến lên trước và vút đi. Đó là toàn bộ cú swing, swing hết cỡ. Điều quan trọng là phải cố gắng giữ tư thế kết thúc như thế này. Bạn xem những người chơi golf nổi tiếng, họ luôn cố gắng giữ tư thế kết thúc như thế. Vì vậy, dù cú đánh tốt hay xấu thì bạn cũng hãy cố gắng duy trì được tư thế này. Điều đó có nghĩa là bạn swing xuyên suốt quả bóng, chứ không phải là đánh vào nó. Nếu bạn có thể giữ cho gậy tăng tốc liên tục, thì đó là mục đích của chúng ta. Bây giờ là bài tập cuối cùng dành cho các bạn. Đáng chú ý là bạn có thể tập ở nhà, không cần diện tích rộng. Để đánh bóng, bạn cần một không gian nhất định. Song với bài tập không cần bóng, bạn sẽ nhớ được cử động của các cơ. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn đánh khom lưng. Bây giờ hãy lấy một cái khăn. Việc này sẽ giúp bạn hiểu nhịp điệu và dòng chuyển động của cú swing. Ta thấy nhiều người chơi swing về sau quá chậm và không để cho gậy vung vẩy. Với một chiếc khăn như thế này, bạn có thể cảm nhận được cử động lắc lư. Như vậy bạn sẽ muốn quất chiếc khăn này qua vùng tác động, vung vẩy chiếc khăn. Bạn sẽ thấy gia tốc tăng lên suốt ở đây. Vậy hãy tìm hiểu chiếc khăn vung vẩy như thế nào. Bạn sẽ thấy mình dần có được nhịp điệu tốt. Và đó là bài tập cuối cùng mà bạn cần tập luyện. Được rồi, tôi lại cầm gậy số 7 lên. Và bạn có thể mua bất kỳ quả bóng nào để tập luyện. Có thể coi đó là quả bóng khởi đầu. Bạn không cần phải lo lắng về kết quả. Một trong những lỗi